hàm bậc 3 này đúng không? Tìm M để hàm số có hai cực chỉ. Chứ chán nói muốn có cực chỉ tính đạo hàm. Chứ thôi đập xác định bỏ thêm R dục y phẩy đi bằng 3x bình trừ 6MX cộng 6M. Cái bước này là quan trọng nè. Cái đạo hàm là quan trọng nè. Sau đó theo yêu cầu gì? Yêu cầu bài toán khi và chỉ khi. Khi và chỉ khi muốn có mấy cực trị, hai cực trị thì y phải phải bằng không có gì, hai nghiệm phân biệt, được chưa? Muốn cho y phải bằng không có hai nghiệm phân biệt thì cái phương trình này là phải phương trình bậc mấy? Phương trình bậc bậc hai có hai nghiệm phân phân biệt. Mà muốn phương trình bậc hai mà có hai nghiệm phân biệt thì delta lớn hơn không, đọc công thức, delta bằng b bình trừ 4 lần a ac. Chốt giùm lại đi, a nhiêu, b, c, rồi áp dụng công thức đọc lại đi, trừ 6m tất cả bình này, trừ 4 nhân a nhân c lớn hơn không. Ở đây nếu người nào giỏi thì người ta bấm máy tính luôn, còn mình tệ thì mình khai triển ra đi, ra nhiêu 36m bình trừ đây ra nhiêu 4 nhân 3 nhân 6, bấm72. 72m lớn hơn không, bấm bất phương trình bậc 2. X nhỏ hơn không hoặc đúng không, dấu phẩy là hoặc đó, M lớn hơn 2. Sau đó chọn đáp án.